Dạ rồi, xin mến chào toàn thể quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bông sen cây kiểng trên cả nước ạ. Rồi hôm nay thì vườn mai của bạn Nam có làm một cái clip để quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cái mai ghép giống cúc thọ hương cô chú anh chị. Ghép phong mai tàn cô chú anh chị ha. Tàn cũng khá là đều, ghép dầm mùa. Chậu ghép khá là to. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cái nào mình ủng hộ cho vườn của bạn Nam nha. Mất giá hôm nay bạn Nam đưa ra cũng khá là mềm cô chú anh chị ha. Rất mong cô chú anh chị mình xem được, mình ủng hộ cho vườn của bạn Nam. Không là mất thời gian nữa ha, em mời vào gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn, chào cô chú anh chị còn xa ha. Hôm nay tiếp tục đến kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Một lô mai cúc họ hư gì cho cô chú anh chị mình lấy bo ghép ha, hoặc là mình dưỡng mình chơi tết 2024 nha. Rồi bây giờ một cái đầu clip là mã số 61T nha cô chú anh chị. Một cái cúc họ hương già mùa ha. Rồi cái này biết được hai mùa rồi ha. Rồi quanh thân là được 15. Rồi chiều cao là 70, tán ngang là được 72. Rồi cái cúc hoàng hương mã số 61 cây. Cây đầu clip này giao lưu giúp cô chú anh chị mình ha, giá cũng chỉ là 600.000 bao phí ship luôn. Rồi đổi cây luôn ha. Rồi, rồi tiếp theo mã số 62T. Rồi 62T. Rồi một cái cúc dạng phúc các bạn. Đúng rồi, cây này phong cao lắm cô chú anh chị ha, tàn dù ha. Rồi cái cúc dạng phúc ha, vậy cô chú anh chị mình dặn ra ha. Cây có củ nè cô chú anh chị, hoành thân 13. Rồi chiều cao là 1m18, tán ngang 94. Rồi cây mã số 62T em giao giúp cô chú anh chị mình ha, giá cũng chỉ là 700 nha. Rồi 700.000 đổi cây xuống cây. Rồi mã số 63T. Rồi 63T cũng là một cây cúc họ hương cô chú anh chị, cúc họ hương già mùa ha. Quanh thân là được 14. Rồi chiều cao là được 1m, tán ngang là 86. Rồi rồi cái cúc họ hương này giao giúp cô chú anh chị mình ha, giá cũng chỉ là 750 nha. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 64T. Rồi cũng là một cái cúc họ hương luôn, bo khá già luôn cô chú anh chị ha. Rồi thông số luôn rồi bạn ơi. Quanh thân là được 12. Rồi chiều cao là được 90, tán ngang 65. Rồi cái cúc hoàng hương là giao giúp cô chú anh chị mình ha, giá cũng chỉ là 700 nha. Rồi mình đợi cây ha. Rồi rồi tiếp theo cây mã số 65. 65K UT cũng là một cái cúc hoàng hương luôn, thông số rồi bạn. Rồi quanh thân là được 12, chiều cao là được 76, tán ngang 70. Rồi rồi cái cúc họ hương này giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá cũng chỉ là 650 nha. Rồi đợi cây. Rồi mã số 66T. 66T cũng là một cây cúc họ hương luôn, quanh thân là được 12. Rồi chiều cao là được 70, tán ngang 85. Rồi rồi cái cúc hoàng hương mã số 66T giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 ha. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp theo mã số 67T. Rồi 67T cũng là cái cúc hoàng hương luôn. Rồi quanh thân là được 12. Rồi chiều cao 77, tán ngang 80. Rồi rồi cái cúc hoàng hương này giao với cô chú anh chị mình ha, giá cũng chỉ là 600 thôi. Rồi mình đổi cây ha. Rồi rồi tiếp theo cây mã số 68T. Rồi cũng là một cái cúc hoàng hương luôn, mình thân là 13. Mấy cái này bo già lắm cô chú anh chị. Chiều cao 97, tán ngang là 82. Rồi rồi mã số 68T giao với cô chú anh chị mình giá 700 ha. Rồi đổi cây luôn. Rồi rồi tiếp theo cây mã số 69T. Rồi tiếp theo mã số 69T cũng là một cây cúc họ hương luôn, quỳnh thân là được 13. Rồi cây này tàn khá luôn ha. Chiều cao 76, tán ngang 70. Rồi rồi cây cúc họ hương là giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 650 nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi
Rồi tiếp theo cây mã số 70 cây. Rồi 70 cây. Cũng là một cái cúc họ Hương luôn. Cái này lùng hả cô chú anh chị, thăng lắc ha. Rồi. Quỳnh Hân 12. Rồi. Chiều cao 57. Trái ngang 68. Rồi cái cúc họ Hương giao lưu cô chú anh chị mình giá 650 luôn. Rồi. Và cái này cũng là một cái clip của em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip ha. Và rất mong được cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ nha. Số điện thoại Zalo của em là 0866459094 nha cô chú anh chị. Và em xin chào cô chú anh chị mình ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho bạn Nam trong các clip trước cũng như là clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình và xem được cái nào mình ủng hộ cho buồn của bạn Nam nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị ạ.